chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, đêm nay không khí lạnh sẽ gây mưa rào cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét. Trong khi đó, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn sẽ nắng khô trên diện rộng. Đêm nay thì không khí lạnh sẽ tràn xuống Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1.500m sẽ khiến cho thời tiết ở miền Bắc thay đổi, chuyển từ mưa phùn nồm ẩm sang mưa rào. Với lượng mưa thì sẽ phổ biến quanh khoảng từ 15 cho tới 30mm và có nơi thì trên 70mm. Khả năng cao là sẽ xảy ra sấm sét, mưa đá và gió giật nguy hiểm ở khu vực vùng núi. Lui xuống Bắc miền Trung, sáng sớm mai cũng sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, khiến cho toàn miền sẽ có mưa to và dông, trời chuyển lạnh. Mức nhiệt thấp nhất sẽ khoảng từ 19 cho tới 24 độ. Còn từ khu vực Phan Thiết trở ra tới Đà Nẵng, đêm không mưa, ngày có nắng, với mức nhiệt khoảng từ 29 đến 33 độ. Ngày mai thì nắng mạnh vẫn sẽ xảy ra ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, với độ ẩm không khí thấp dưới 45%. Nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên hầu hết đều từ 31 cho tới 34 độ, còn tại Nam Bộ thì sẽ nắng nóng gay gắt hơn. Với Đông Nam Bộ thì mức nhiệt khoảng từ 35 cho tới 37 độ, nắng nóng gay gắt. Còn ở miền Tây Nam Bộ thì mức nhiệt sẽ phổ biến quanh khoảng từ 32 cho tới 35 độ. Chuyển sang thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ ngày mai sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, với sóng biển cao từ 2 cho tới 3 mét, biển động mạnh. Về đêm thì gió sẽ giảm dần. Còn ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa không mưa, gió khoảng cấp 3, cấp 4. Tại quần đảo Trường Sa thì sẽ có mưa vài nơi. Và như thường lệ, cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.